Trong chiều ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thành phố Bern, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cũng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam, đối tác của Liên Hợp Quốc tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tại buổi làm việc, bà Anjus Cowell, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước, đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam. Các thành viên Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam đề xuất nhiều ý tưởng nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sĩ, một thành tố quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước và thu hút sự tham gia của giới trẻ hai nước vào các hoạt động tăng cường hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị. Các bạn Thụy Sĩ bày tỏ quan tâm sâu sắc chia sẻ với nhân dân Việt Nam về tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, mong muốn hai nước sẽ sớm vượt qua đại dịch. Hai bên đã trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là có các hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam vào năm 2022. Cùng ngày tại buổi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ với Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga đã trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho bà Anjus Cowell, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam vì những đóng góp của bà trong việc tăng cường đoàn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.